chị xin chào các bạn nhỏ của chị nhé. Hôm nay chị sẽ làm video về con thuyền. Như các em thấy đấy, chị đã từng làm rất nhiều con thuyền đúng không? Hôm nay chị sẽ làm một con thuyền với màu sắc đặc biệt hơn. Là viền chị sẽ không đi màu em nữa, mà hôm nay chị sẽ đi màu khác nhé, để các em thấy xem có sự đặc sắc không. Các em theo dõi video của chị, đừng quên cho chị xin một nút đăng ký kênh nhé. Và đặc biệt hãy ấn quả chuông bên cạnh để theo dõi video của chị. Đây chính là cánh buồm các em ạ. Hôm nay phần rìa đen của chị, cái phần viền đen của chị sẽ tô màu hồng các em ạ, cho đặc sắc hẳn đi so với những video trước của chị. Và phần màu len của chị hôm nay chị sẽ tô màu vàng. Đây chính là thanh gỗ, thì chị sẽ sử dụng màu nâu. Tại vì nhiều bạn cũng thắc mắc với chị là chị ơi, sao cứ bắt buộc màu đen phải, màu đen là tô viền. Và chị hôm nay chị sẽ giải thích cho các em rằng là màu đen là màu không kén chọn. Tại vì màu đen sẽ kết hợp được rất nhiều màu. Còn màu hồng đấy thì để tô viền màu hồng thì tất cả các màu bên trong của con thuyền này chị phải tô màu tối hơn, thì tí nó sẽ nổi bật lên cái viền của nó. Nếu như các em tô màu đen cái viền ngoài này thì các em tô màu gì cũng được, thì bên trong các em tô màu tối hay màu nổi đều được. Nhưng nếu như các em tô màu sáng ở viền thì bắt buộc bên trong chúng ta phải tô màu tối hơn nhé, thì màu nó mới đẹp được các em ạ. Chị hôm nay chị sẽ tô con chim màu tím. Sẽ tô màu da. Chị sẽ tô cái phần sóng biển này màu xanh da trời nhé các em. Cái chốt này chị cũng tô màu xanh da trời. Chị còn sót một phần của thanh gỗ đây, chị sẽ tô màu nâu. Bây giờ chị sẽ tô phần viền màu hồng các em nhé. Đây, các em có thấy sự là bật chưa nào? Đúng không? Các em có thấy rằng là khi mà màu đen ấy nó kết hợp nó sẽ dễ dàng hơn đúng không? Bây giờ chị sẽ tô phần nền, cũng như chị đã nói đấy, phần nền thì chị sẽ tô màu vàng nhé.
vậy em thấy đấy, cát thừa này mà chúng ta đổ đi rất lãng phí đúng không? Vậy là chúng ta lại dùng cho những bức tranh sau. Bây giờ chị đã hoàn thiện xong bức tranh của mình rồi. Như các em thấy ấy, bức tranh của chị rất là đẹp và nổi bật đúng không? Dù nó không được nổi bật bằng màu đen lên màu vàng và các viền màu đen, nhưng mà chị thấy cũng khá là đẹp mắt đấy các em. Bây giờ cuối video rồi, chị xin tạm biệt các em. Chị xin chào tạm biệt các bạn nhân sinh của chị nhé.